Sáng ngày 6 tháng 12, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Võ Xuân Biên, cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024, trong đó có nhiều điểm sáng nổi bật. Về kết quả thi hành án dân sự trong năm 2023 đạt cao hơn năm 2022, trong đó cao hơn 3% về số vụ, tăng hơn 1,2% về giá trị, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Kết quả thi hành án hành chính có chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ việc kinh tế tham nhũng có nhiều chuyển biến, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt, việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ kiểm toán nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2024, Cục Thi hành án dân sự phấn đấu nâng cao chất lượng tỷ lệ thi hành án dân sự, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn động kéo dài án liên quan tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng kinh tế để thu hồi tiền tài sản cho nhà nước, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, kéo giảm đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự.